Theo em được thấy cũng như là những chia sẻ lúc đầu của anh thì anh đã tham gia rất là nhiều cuộc thi về game và nhất là liên quan đến lập trình game. Thì những cuộc thi này đã đem đến cho anh những trải nghiệm như thế nào? Và theo anh thì những bạn trẻ khi bắt đầu bước vào ngành lập trình game thì có nên tham gia những cuộc thi này hay không? Thì mình rất hay tham gia những cuộc thi lập trình game hay là lập trình nói chung. Thì nếu mà đặt nặng vấn đề thắng thua thì mình sẽ nản, vì mình thua nhiều hơn thắng rồi. Mình sẽ bỏ cuộc sớm, nhưng mà thực ra thì không, mình tham gia cuộc thi là vì mình muốn thử thách bản thân. Thông thường khi mình làm một dự án thì mình phải mất khoảng từ vài tháng, có khi đến vài năm mới ra một sản phẩm, nhưng mà trong một cuộc thi mình phải giải quyết cái vấn đề trong vòng chỉ có 24 giờ, 48 giờ. Như vậy thì mình sẽ thử thách bản thân, nỗ lực đến cái giới hạn luôn. Và qua mỗi cuộc thi như vậy mình sẽ thấy trưởng thành hơn, mình thấy mình đẩy lùi cái giới hạn của mình lại thì mình thấy mình có một bước tiến vượt bậc hơn. Như vậy mình, những cuộc thi này mình khuyên là các bạn trẻ nên tham gia, thắng thua không quan trọng, nhưng mà sau mỗi cuộc thi thì các bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn một chút. Đúng rồi, các bạn trẻ nên tham gia rất nhiều cuộc thi để mà có thể nâng cao bản thân của mình hơn.